Giá trị mà thương hiệu đem lại không chỉ nằm ở tên tuổi lâu đời hay quá trình phát triển vượt bậc sau nhiều năm ra mắt thị trường, mà nó còn nằm ở những nguyên vật liệu cấu thành nên một chiếc Vertu. Và đối với một chiếc Vertu, Aston B. Brown Alligator lần này cũng vậy. Hãng điện thoại Vertu không ngần ngại khi đưa vào thiết kế cho đứa con của mình những vật liệu quý hiếm và cao cấp nhất. Mặt lưng được bọc da cá nâu sang trọng, mặt kính sapphire chống xước bảo vệ màn hình khỏi những va đập hàng ngày. Mỗi chiếc điện thoại Vertu Aston B. Brown Alligator được chế tác thủ công bởi những nghệ nhân lành nghề, đảm bảo từng chi tiết nhỏ nhất đều hoàn hảo, từ những đường chỉ may đến các nút bấm kim loại, tất cả đều toát lên vẻ đẹp tinh tế và sang trọng. Điện thoại Vertu không chỉ nổi bật với thiết kế độc đáo, sang trọng và sử dụng các vật liệu quý hiếm, mà còn được trang bị hệ thống bảo mật hàng đầu thế giới. Nhất là trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, kẻ gian dễ dàng có thể đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng thông qua các cuộc gọi. Từ những thực trạng trên, ngoài việc tập trung đầu tư về thiết kế cũng như những vật liệu quý hiếm, thương hiệu Vertu còn chú trọng đầu tư về hệ thống cho người dùng. Điều này đã giúp Vertu trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các doanh nhân, những người sở hữu các thông tin quan trọng. Kỳ lân luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.